Chào mừng các em trở lại với chương trình sinh học 10, bài số 11, vận chuyển các chất qua màng sinh chất. Ở bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hai nội dung. Một, trao đổi chất ở tế bào, và hai, sự vận chuyển các chất qua màng sinh chất. Như chúng ta đã tìm hiểu ở lớp dưới, trao đổi chất ở tế bào là tập hợp các phản ứng sinh hóa diễn ra bên trong tế bào cũng như sự trao đổi các chất giữa tế bào với môi trường. Chúng ta có thể phân tích rõ hơn thông qua hình ảnh sau. Các chất dinh dưỡng mà tế bào cần thiết sẽ được cơ thể hấp thụ và vận chuyển vào bên trong tế bào. Ở đây, các chất dinh dưỡng này sẽ được tham gia vào các phản ứng đồng hóa và dị hóa, biến đổi thành các chất khác nhau. Trong đó có tạo ra các chất thải. Các chất thải này sẽ được tế bào bài tiết ra khỏi tế bào và cơ thể để trả lại về môi trường sống. Như vậy, những quá trình trao đổi chất ở tế bào sẽ được chia làm hai quá trình chính. Một là quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào. Để có thể diễn ra quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng, các chất dinh dưỡng cũng như các chất thải cần phải đi vào và đi ra khỏi tế bào. Chính vì vậy, chúng ta có quá trình thứ hai là quá trình trao đổi chất qua màng sinh chất. Như vậy, chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào là tập hợp các phản ứng sinh hóa diễn ra bên trong tế bào, bao gồm hai quá trình đồng hóa và dị hóa. Các em hãy quan sát hình sau và cho thầy biết quá trình đồng hóa và quá trình dị hóa là hai quá trình như thế nào. Dựa vào hình, chúng ta có thể thấy đồng hóa là quá trình biến đổi các chất đơn giản thành những chất phức tạp. Và ngược lại, dị hóa là quá trình biến đổi những chất phức tạp thành những chất đơn giản. Và trong quá trình phân giải các chất phức tạp thành chất đơn giản, quá trình dị hóa cũng tạo ra năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của tế bào. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu về sự vận chuyển các chất qua màng sinh chất. Trong phần này, chúng ta có 3 nội dung chính là vận chuyển thụ động, vận chuyển chủ động và xuất nhập bào. Trước khi tìm hiểu về quá trình vận chuyển thụ động, chúng ta cùng nhắc lại khái niệm về sự khuếch tán. Thông qua một thí nghiệm đơn giản sau, hãy thử tưởng tượng thầy đang đứng ở bục giảng và xịt một bình nước hoa. Ban đầu, chỉ có những bạn học sinh ở bàn đầu mới ngửi thấy mùi thơm. Nhưng một lúc sau, cho dù là học sinh ngồi ở cuối lớp hay ngồi ở vị trí nào trong lớp học cũng có thể ngửi thấy mùi thơm. Em hãy giải thích hiện tượng này. Như vậy, chúng ta có thể thấy nguyên nhân của hiện tượng này là do các phân tử nước hoa đã di chuyển từ nơi có nồng độ cao, tức là trên bục giảng, đến nơi có nồng độ thấp, tức là các vị trí khác trong lớp học. Chính vì vậy, sau một thời gian, tất cả các nơi trong lớp học đều có mùi thơm như nhau. Và hiện tượng này được gọi là sự khuếch tán. Như vậy, khuếch tán là sự dịch chuyển của các phân tử, có thể là chất lỏng hay chất khí, từ khu vực có nồng độ cao đến khu vực có nồng độ thấp. Sự khuếch tán chỉ xảy ra khi có sự chênh lệch nồng độ giữa hai vùng, gọi là gradient nồng độ. Lúc này, các chất tan sẽ di chuyển theo chiều gradient nồng độ từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. Và đến một thời điểm nào đó, sẽ không còn sự chênh lệch nồng độ giữa hai vùng nữa. Lúc này, sự khuếch tán sẽ đạt đến trạng thái cân bằng. Chúng ta cùng xét một ví dụ. Chúng ta có thể thấy, ở bên ngoài tế bào, có nồng độ chất tan rất cao. Bên trong tế bào, nồng độ chất tan rất thấp. Phân cách giữa hai vùng là màng sinh chất hay còn gọi là màng tế bào. Sau thời điểm 5 phút, các chất tan bên ngoài bắt đầu di chuyển vào bên trong tế bào. Và sau thời điểm 2 tiếng, chúng ta có thể thấy nồng độ chất tan ở bên ngoài và bên trong tế bào đã trở nên bằng nhau. Lúc này, sự khuếch tán đã đạt tới trạng thái cân bằng. Sự khuếch tán mà chúng ta vừa nhắc lại là cơ chế chính của quá trình vận chuyển thụ động. Dựa vào cách khuếch tán của các chất qua màng tế bào, người ta chia làm hai kiểu vận chuyển thụ động là khuếch tán trực tiếp
qua màng tế bào hoặc khuếch tán qua kênh protein. Chúng ta cùng tìm hiểu về phương thức đầu tiên, khuếch tán trực tiếp qua màng sinh chất. Trước hết, các em hãy nhớ lại màng sinh chất hay còn gọi là màng tế bào được cấu tạo bởi những thành phần nào. Ở những bài trước, chúng ta đã học màng sinh chất được cấu tạo gồm hai thành phần là lớp kép phospholipid và các phân tử protein. Như vậy, để có thể đi xuyên qua lớp kép phospholipid thì các chất tan của chúng ta phải là những chất khí không phân cực, tan trong lipid và có kích thước nhỏ, ví dụ như các khí oxy, CO2, các vitamin tan trong dầu như vitamin A, D, E, K. Phương thức số 2 là khuếch tán qua kênh protein xuyên màng. Cách thức vận chuyển này thường xảy ra đối với các phân tử phân cực, tan trong nước, không tan trong lipid. Chính vì vậy, chúng cần có một kênh protein vận chuyển riêng để di chuyển vào bên trong tế bào. Chúng ta có thể bắt gặp cách thức vận chuyển này đối với các ion như natri, clor hoặc các chất có kích thước phân tử lớn như glucose hoặc amino acid. Ngoài những chất tan được liệt kê, thì nước là một trong những chất quan trọng thường xuyên di chuyển qua màng tế bào. Các phân tử nước sẽ di chuyển qua màng tế bào thông qua một kênh riêng biệt gọi là aquaporin. Sự di chuyển của các phân tử nước qua màng tế bào được gọi là sự thẩm thấu. Như vậy, chúng ta có thể phân biệt sự di chuyển của các chất tan gọi là sự khuếch tán, nhưng sự di chuyển của nước được gọi là sự thẩm thấu. Trong quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật, quá trình vận chuyển thụ động thường xuyên được sử dụng để sinh vật hấp thụ các chất dinh dưỡng cũng như điều hòa các quá trình trong cơ thể, ví dụ như quá trình hấp thụ nước của rễ cây, quá trình vận chuyển khí oxy và CO2 xảy ra ở phế nang và mao mạch, cũng như quá trình hấp thụ các chất dinh dưỡng ở ruột non. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong về quá trình vận chuyển thụ độc ở tế bào. Thân ái chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em ở buổi học sau. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong về quá trình vận chuyển thụ độc ở tế bào. Thân ái chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em ở buổi học sau.